tiền vệ Trọng Hoàng đặt thỏa thuận chia tay Shalom Ngan trước thời hạn. Hợp đồng giữa Trọng Hoàng và đội bóng quê hương còn tới hết năm 2024. Tuy nhiên, hai bên quyết định chấm dứt thỏa thuận sớm. Được biết, việc Trọng Hoàng và Shalom Ngan chia tay trước thời hạn là nguyện vọng của cả hai bên, trong đó phần lớn tới từ phía câu lạc bộ. Đội chủ sân Vinh muốn tạo điều kiện cho tiền vệ 34 tuổi sớm tìm kiếm bến đỗ mới. Trọng Hoàng là sản phẩm của chính lò đào tạo trẻ Shalom Ngan. Sau 6 năm khoác áo đội 1 đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ sinh năm 1989 chuyển tới câu lạc bộ Bình Dương trước khi mùa giải 2014 khởi tranh. Sau đó, Trọng Hoàng chơi cho cả câu lạc bộ Thanh Hóa và Viettel FC, nay là Thể Công Viettel, trước khi trở lại Shalom Ngan vào năm 2022. Trong lần thứ hai khoác áo đội bóng quê hương, quá trình thi đấu của Trọng Hoàng nhiều lần gián đoạn bởi những chấn thương. Tiền vệ này từng mất gần 1 năm điều trị thoát vị đĩa đệm mới có thể trở lại sân cỏ. Trong khoảng thời gian này, Trọng Hoàng cũng nói lời giã từ đội tuyển Việt Nam. Sau 8 vòng đấu của V-League 2023-2024, Trọng Hoàng mới ra sân một trận.